Đại hội Đảng bộ Hòa Nhơn thành công. Mừng huyện Hòa Nhơn được công nhận thị xã. Trường Sao Quang, trường học cơ sở Sao Quang thân yêu lại tiếp tục chia tay với thầy giáo đã gắn bó với trường từ những ngày đầu mới thành lập. Kính thưa quý vị, thầy Nguyễn Ngọc Tất là giáo viên đã công tác với môi trường thân yêu chúng ta gần 10 năm với cương vị là cấp ủy bộ chủ tịch công đoàn nhà trường. Trong thời gian này, thầy đã Bye.
hôm nay. Thì bao nhiêu kỷ niệm gắn bó với ngôi trường này. Và chúng tôi và hôm nay tôi xin nói chúc toàn bộ hội đồng sư phạm trường Trung học cơ sở Tân Quang phấn đấu đoàn kết làm được thành nhiều thành tích hơn nữa xứng đáng với một trường là ở vị thế tốt nhất của thị xã Hòa Nhơn. Kính chúc quý thầy cô giáo cùng tất cả hội đồng sư phạm chúng ta mạnh khỏe hạnh phúc và hạnh đạt. Chúc buổi gặp lại hôm nay thành công tốt đẹp. Xin chào.